Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải môn toán lớp 6 cuốn bài tập thuộc bộ sách là Bộ Chân Trời Sáng Tạo. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu cùng nhau, đó là phần số và đại số. Chương số 1 là số tự nhiên, và bài đầu tiên là tập hợp, phần tử của tập hợp. Kiến thức cần nhớ: người ta thường dùng các chữ cái in hoa A, B, C để ký hiệu tập hợp. Như vậy, tên tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa A, B, C. Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn. Các phần tử được viết trong hai dấu ngoặc nhọn nhé, cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Mỗi phần tử được liệt kê một lần. Thứ tự liệt kê tùy ý. Được không? Được liệt kê một lần thôi nhé, và thứ tự là tùy ý. Phần tử x thuộc tập hợp A được ký hiệu là x thuộc A, đọc là x thuộc A. Phần tử y không thuộc tập A được ký hiệu là y không thuộc A, ký hiệu là y không thuộc A. Thuộc là giống như chữ e, còn không thuộc là có thêm một cái gạch sắt nữa nhé. Để cho một tập hợp thường có hai cách. Cách thứ nhất là liệt kê các phần tử của tập hợp, và cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Rồi ta cùng nhau đến với bài tập mẫu. Bài tập mẫu thì có sẵn bài dạy nhé, chúng ta cố gắng làm trước rồi sau đó so sánh nha. Rồi, x là tập hợp số tự nhiên lớn hơn 3, nhỏ hơn 10. Viết tập hợp x bằng hai cách. Đây, cách thứ nhất, lớn hơn 3, nhỏ hơn 10 nhé. Lớn 3 thì là 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Được không? Nhỏ hơn 10. Rồi, cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng. Đây là x sao cho, gạch đứng là sao cho nhé, gạch đứng là sao cho. X là số tự nhiên. Được không? X là số tự nhiên. Rồi ngoài ra 3 nhỏ hơn x. X là nhỏ hơn, nhỏ hơn 10, đóng ngoặc nhọn. Rồi kiểm tra lời giải nhé. Đây, x bằng 4, 5, 6, 7, 8, 9. X là số tự nhiên, và x 3 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 10, ngoặc nhọn hai bên. Rồi ta đến câu B. Câu B: trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Rồi y nhé, y. Một là thuộc x, một thuộc x. Cái này là sai. Được không? Tại vì không có số 1. 2y nè, 2y. Rồi. 5 thuộc x. 5 thuộc x thì là đúng nè. 3y. 7 không thuộc x. Ở đây 7 thuộc x, 7 không thuộc x thì là sai nè. Và y với v, y với v. Y với v là 10 không thuộc x. 10 không thuộc x là đúng. Như vậy đáp số của chúng ta là sai đúng sai đúng nha. Đây, sai đúng sai đúng, được chưa? Ta đến câu C. Trong các số 2, 4, 6, 8, 10, số nào thuộc x, số nào không thuộc x? Câu C nha. 2, 4, 6, 8, 10 đúng không? 2 là không thuộc x nè. 4 là thuộc x nè. 6 là thuộc x nè. 8 là thuộc x nè. Và 10. 10 là không thuộc x. Được không? 2, 4, 6, 8, 10. Được chưa? Rồi, ta đến cái bài tập mẫu số 2.
Hãy liệt kê các từ ngữ của mỗi tập hợp sau. A. Tập hợp Y gồm các chữ cái tiếng Việt có mặt trong cụm từ kiên sang. Kiên sang. Câu 2A nè. Tập hợp Y bằng mở ngoặc nhọn nè. K. Chấm phẩy. Y. Chấm phẩy. E. Chấm phẩy. N. Chấm phẩy. G. Chấm phẩy. Y thì lặp lại rồi. A chấm phẩy. N lặp lại rồi. G lặp lại luôn rồi. Hết rồi. Đóng ngoặc nhọn. Dò nhé. K. Y. E. N. G. A. Lại G nữa. À, cái này người ta viết lỗi rồi. Người ta viết lỗi rồi. Ở đây tại vì người ta viết tới hai chữ G luôn. Rồi viết như thế là lỗi nhé, viết như thế là lỗi. Tại vì mình nè. Đây màu xanh đây. Mỗi phần tử được liệt kê một lần. Thứ tự liệt kê tùy ý nha, được liệt kê một lần thôi. Trong khi ở đây chữ G thì được liệt kê hai lần nha, liệt G hai lần. Sách này mới viết cho nên nó còn còn lỗi nha, đó là bình thường. Rồi. Tập hợp T gồm các số thập phân có một chữ số sau dấu phẩy và có phần nguyên là không. T bằng phần nguyên là không nhé. Thập phân là không phẩy mấy á, mà nó có một chữ số sau dấu phẩy thôi, đó là 0.1 nè. Được chưa? Rồi 0.2 nè. Rồi gì nữa? 0.3 nè. Rồi 0.4 nè. Rồi 0.5 nha. Rồi 0.6, 0.7, 0.8 và 0.9. Được không? Có một số sau dấu phẩy thôi và có phần nguyên. Phần nguyên là không. Phần nguyên là không nha. Phần nguyên là phần trước số phẩy á. Phần nguyên là không. Đấy, kiểm tra này. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 và 0.9. Được chưa? Rồi. Bài số 3. Bài số 3 người ta yêu cầu chúng ta làm gì đây? Đây bài số 3. Viết tập hợp M gồm tên các đồ dùng học tập của em. M gồm tên các đồ dùng học tập của em. Ví dụ như là thước. Gì nữa? Bút chì. Bút chì. Rồi chấm phẩy nhé. Các phần tử cách nhau vào chấm phẩy. Bút mực. Bút mực. Rồi gì nữa? Sách. Sách. Rồi vỡ. Sách vỡ rồi gì nữa? Ôi nhiều quá. Nhiều quá chấm 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 đi. Đấy chấm chấm đóng ngoặc lại. Nhiều quá thì chấm chấm chấm. Rồi thử tên liệt kê nhé. Bút bi, bút chì, thước kẻ, ê kê, tẩy, sách, vỡ, hộp bút, vân vân và vân vân nha. Rồi bài số 4. Nội dung như sau. Cho M là tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 10. Cách viết nào dưới đây là sai? Câu 4. 4A nhé. Câu 4 nào sai nhé, 4 nào sai. Cách viết này là sao đây sai? Tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 10. X. X là số chẵn nhỏ hơn 10. Được chưa? X. X là số chia hết cho 2 nhỏ hơn 10. Đúng nhá. M. 2468. M. 02468. Như vậy câu sai ở đây là câu. Câu C. Câu sai là câu C. Tại vì nó thiếu số. Thiếu số 0 rồi nha. Số 0 là số chẵn. Và nhỏ hơn. Nhỏ 10. Đấy C. Ổn không? Rồi như vậy là xong cái phần bài tập mẫu.
Đã đến phần C là bài tập tự luyện. Các bạn mà làm được hết bài tập trong sách đó gọi là sách giáo khoa đây nha, sách rồi làm thêm sách bài tập nữa thì các bạn sẽ khá là cứng. Câu số 1. Cho x là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp x bằng hai cách. X nè, số lẻ mà lớn 10 là 11, 10, 13, 15, 17, 19 ha. X là tập hợp số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ 20. Đấy. Rồi cách thứ hai nè, cách thứ hai. X bằng x sao cho x là số lẻ ha, x là số lẻ khoảng cái x 10 nhỏ hơn x. X là nhỏ hơn 2, 20. X là tập hợp x là số lẻ 10 nhỏ hơn x rồi là nhỏ hơn 20. Được nha. Rồi ta đến bài số 2. Đây bài số 2 đây. Cho A bằng tập hợp x. X là số tự nhiên nhỏ hơn 10. Nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3. Trong các số 3, 6, 9, 12, số nào thuộc Y, số nào không thuộc Y? Dùng ký hiệu để viết câu trả lời. Bây giờ thầy viết tập Y ra nha. Thầy viết tập Y ra. Y bằng X là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia cho 3. Nhỏ 10 chia cho 3 là 0 nè, 3 nè, 6 nè, 9 nè, được không? Rồi số nào thuộc Y, số nào không thuộc Y. Ví dụ 3 thì sẽ thuộc Y nè. Rồi 6 thì sẽ thuộc Y nè. Rồi 9, 9 thì sẽ thuộc Y nè nha, 9 thuộc Y. Rồi 12, 12, 12 thì không thuộc Y. Được không? 3, 6, 9, 12. 3 là thuộc Y, 6 là thuộc Y, 9 là thuộc Y và 12 là không thuộc Y. Được chưa? Rồi bài số 3. Bài số 3 nhé. Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ Nha Trang trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Câu 3. Từ Nha Trang nhé. Chữ N, N có không? Có. Chữ U, chữ U, U không có. Chữ T, chữ T có. Rồi chữ Q không có. Như vậy khẳng định đúng là, khẳng định đúng là, khẳng định đúng là nhé, đúng là chữ N có nè, là A. Được chưa? Rồi chữ T, chữ T là C. Đấy, khẳng định đúng là A với C, khẳng định đúng là A với C. Rồi, câu số 4. Câu số 4 nhé. Cho M là tập hợp chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ Nha Trang, cách viết nào đúng? Nha Trang, này hai chữ A lặp lại là không đúng rồi nè. N, H, A, T, R, chữ A trùng, chữ N trùng, chữ R. Như vậy, đúng là câu B, 4B. 4B. Được không? 4B là đúng nhé. Đây, N, H, A, T, R, A là trùng nè, N là trùng nè, chữ G, 4B. Rồi, khá nhanh chóng, ta đến bài cuối cùng của ngày hôm nay. Bài số 5. Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc tổ 1 lớp 6A.
Bùi Chí Thanh, Lê Mai Lan, Nguyễn Đức Vân, Bạch Phương Trinh, Hoàng Ngọc Thanh, Đỗ Thị Dung, Nguyễn Lê Văn Anh. Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. Có cùng họ nhé. Họ Bùi, không thấy ai cùng hết. Họ Lê, không có. Họ Nguyễn, họ Nguyễn là có hai đứa này. Họ Bạch, họ Hoàng, họ Đỗ. Như vậy cùng họ đúng không? Câu 5. Câu 5A cùng họ đúng không? Tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. Bây giờ là họ Nguyễn nhé. Tên là Vân và tên Anh. Một bạn là tên Vân và một bạn là tên Anh. Được chưa? Câu B. Tập hợp các họ của các bạn trong tổ 1. Các họ của các bạn trong tổ 1. Họ Bùi. Đây, đọc cho thầy đây. Họ Bùi. Rồi họ. Họ Lê. Họ Bùi rồi họ Lê. Rồi họ. Họ gì nữa? Họ Nguyễn. Rồi họ Bạch. Rồi họ Hoàng. Rồi họ Đỗ. Họ Đỗ nhé. Còn họ Nguyễn thì trùng lại rồi nha. Được chưa? Như vậy là đây là nguyên bài giải của bài số 1. Và chúng ta vẫn có chỗ để dò đáp án nhé. Sách bài tập thì sẽ có chỗ để dò đáp án. Đây, đáp án đây. Sau khi hết mỗi chương á, là có sự chỗ có là sau khi hết mỗi chương này thì sẽ có là lời giải hướng dẫn và đáp số. Lời giải hướng dẫn và đáp số. Đây. X là 11, 13, 15, 17 và 10, 19 này. X là số lẻ, 10 nhỏ hơn X và nhỏ hơn 2, 20. Được không? Rồi. Câu 3. Câu 3 là chọn C. Câu 3 là chỉ chọn C thôi. Tại vì coi lại sao tại sao chọn C nhé. Ở đây thầy là chọn gì? A và C luôn nha. Ở đây thầy chọn A với C luôn. Còn ở đây chỉ có chọn C thôi. Thầy chưa dò câu 2 này. Câu 2 nhé. 3 thuộc, 6 thuộc, 9 thuộc, 12 không thuộc. 3 thuộc, 6 thuộc, 9 thuộc, 12 không thuộc. Như vậy câu 1 là đúng nè. Câu 2 là đúng nè. Câu 3. Ở đây là chọn C. Nhưng mà nãy thầy với các bạn cùng làm thì là chọn A và C. Nhá, giờ quay lại nó nhé. Câu 3. Đây. Câu 3. Yêu cầu là chọn khẳng định đúng. Thế thì câu A có đúng không? N không thuộc M. N không thuộc M. N không thuộc M là khẳng định sai nhé. N không thuộc M là khẳng định sai. Tại vì N có nè. N phải thuộc M nha. Cho nên câu 3 đáp án đúng là câu C. Được không? Câu 3 đúng là câu C nhé. Này phải sửa lại. Đấy. Nếu chúng ta không để ý là chúng ta sẽ bị những cái lỗi hay gặp như vậy nha. Đây. Bỏ này đi nha. Đúng là chỉ có thể là câu C thôi nghe. Đúng là chỉ có mỗi C thôi. Được chưa? T thuộc M. Còn đây là N không thuộc nó nhé. Chúng ta đọc không để ý là chúng ta sai cái này. Được chưa? Rồi tiếp tục ta sẽ dò câu 4 với câu 5 nữa. Đây câu 4. Câu 4 thì chúng ta sẽ chọn là B ha. 4B. Như vậy đúng rồi. Rồi câu 5. Câu 5. Người ta nói rằng là tên tập hợp tên các bạn cùng họ là T. Vân với Anh. Thầy ghi là Vân với Anh. Rồi tập hợp
các họ của các bạn trong tổ là Hắc Bàn, Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng và Đỗ. Như vậy câu 5 này thầy chấm đúng hay sai? Câu 5 này để mà giáo viên bạn làm như thế này, giáo viên trên trường vẫn có thể chấm là vẫn chấm sai nhé, vẫn chấm sai được nha, vẫn chấm sai. Tại vì chúng ta bị gì? Thiếu, thiếu. Bạn biết thiếu gì không? Tại vì người ta định nghĩa là gì? Tên tập hợp phải được viết bằng chữ cái in ho. Cái này không có tên tập hợp được không? Này không có tên. Cho nên nó bị thiếu. Được không? Có thể chấm trước cho một số điểm nào đó nhưng mà vẫn bị trừ nha. Cho nên ở đây chúng ta phải ghi thêm là gì? Rồi chúng ta sẽ lật ra cùng nhau để làm lại bài số 5. Đấy. Đấy là hai cái lỗi mà chúng ta rất hay gặp nha. Rồi làm bài 5, làm lại bài 5 nhé. Đây. Tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ là nha, bổ sung vô. Tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ là tên tập hợp thầy đều viết bằng chữ cái in ho. Ví dụ như cho nó là chữ T nha, cho nó là chữ T bằng đấy, chữ gì cũng được thôi, chữ T, chữ A, chữ B, chữ C cũng được, miễn sao nó có tên là được. Tên tập hợp đều viết bằng chữ cái in ho là được, được không? Rồi sang câu B. Tập hợp các họ của các bạn trong tổ 1 là nha. Tập hợp các họ của các bạn trong tổ 1 là họ liền sẽ kêu chữ H đây, tên là ho, họ là H. Đấy nha. Như vậy chúng ta gặp hai vấn đề ở cái bài tập này nhé. Đó, thứ nhất là gì? Đọc không kỹ đề ở câu 3 cho nên chọn sai nha. Thứ hai á là tên tập hợp phải được viết bằng chữ cái in ho. Nếu chúng ta liệt kê ra không thì là thiếu ha, thiếu. Đấy. Đó là tất cả những gì thầy muốn nhắn gửi cho bạn ở bài số 1. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em.